Chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel Code là Ghiền. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn dùng cái chart vẽ mấy cái đồ thị dựa vào cái dữ liệu của mình đang có nghe không. Mình cũng tiếp tục làm cái giống như là hiển thị những cái thông báo về cái coronavirus COVID-19 đó. Ok, dựa trên đó làm cái chart coi nó sao. Ok, rồi chúng ta bắt đầu nghe. Rồi thì trước hết đó là mình cũng coi cái chart JS nó là gì. Thì trên thị trường nó cũng có nhiều cái thư viện lắm. Giống như là cái chart JS này là cái mà miễn phí nổi tiếng. Cũng có cái hai chart là bên tay phải nè, các bạn thấy không? Thì cái nó so sánh giữa hai cái này nên sao? Ok, thì đại khái nó cái như cái điều tốt và điều xấu đó, giống như là để coi nhỏ lại chút xíu. Đó, thì cái nào nó cũng ngon hết. Thí dụ như cái hai chart bên tay phải nè, thì nó cung cấp thêm nhiều thứ. Nhưng mà bù lại á, thì nó làm sao? Bù lại thì các bạn coi phía cái phần mà giống như là nó so sánh giữa cái nào bất lợi nè. Thí dụ như cái chart JS á, thì nó chỉ có 6 cái loại đồ thị thôi, phải không? Đó, nó dựa vào cái canvas base. Nhưng mà kệ, đâu cần thiết, phải không? Mình đâu cần quan tâm. Cái trong khi đó cái hai chart á, thì có thể nó có nhiều hơn cái loại mà để vẽ, nhưng mà nó còn có trên server đồ này nọ nữa. Nhưng mà một cái vấn đề quan trọng hơn là nó là cái commercial product, tức là mình muốn xài cái sản phẩm đó mà mình lấy tiền thì mình phải mua nó, như nó có cái giá này, thấy không? Đó, không à, để coi mình coi cái giá của nó trên đó coi. Đó à, đâu rồi? Price products price không thấy, nhưng mà đã thí dụ như bài đi, mình nói thí dụ như thì cũng là hai chart JS luôn các bạn nhé, cũng là giống như là một cái thư viện, nó cũng tra bài script mà nó gom lại nhau thành một cục, thành nó là thư viện gì thôi. Đó, mua thì nó cũng hơi đắt tiền, thấy không, mà dùng nó cũng không có hơn được bao nhiêu, mình nghĩ vậy. Ok, thì thường mình dùng cái free là coi như là nó cũng ngon lành rồi. Ok, rồi chúng ta sẽ dùng cái chart JS nha các bạn. Rồi, miễn phí, xài dư ăn luôn. Ok. Thì khi mình xài cái chart JS á, thì mình update hay là refresh này nọ nó hơi khó khăn chút xíu. Nó hơi giống như là nó hơi rườm rà chút xíu. Cho nên mấy cái người mà người ta dựa vào cái nền của chart JS á, người ta viết một thêm một cái thư viện nữa, để là giống như là một cái thùng vậy đó, gói cái chart JS ở trong cái thùng đó, không? Thì trong Angular nó gọi là ng2 charts, thì giống như là một cái tác giả, người ta dùng cái nền là chart JS, người ta gói lại, người ta làm cho mình dễ dàng hơn. Ok, thì sau khi mình Google như vậy á, thì bắt đầu mình đi lại cho nhiều cái trang nó nói nè, thấy không? Dùng cái chart JS trong Angular nè, đó. Thì cái ng2 charts này á, thật sự nó như là một cái thùng, là nó gọi là một cái wrapper đó, một cái thùng nó để nó gói cái chart JS vào trong đó mà để xài dễ hơn thôi. Ok, thì các bạn coi tới cái video này có nghĩa là các bạn cũng biết được cái cách install nó làm sao rồi. Thì giờ mình npm install ng2 chart với lại chart JS -- save đó. Thì khi mà mình chạy cái lệnh này á, thì nó sẽ cài hai cái giống như nó install hai cái thư viện này vào trong cái project Angular project của mình. Ok, đó, rồi cái đó bước đầu nó là như vậy. Ok, thì sau khi xong rồi á, thì các bạn vô ở trong cái app module đó, các bạn thấy không, hoặc là cái cách mình giống như cái trong cái để mình dở cái này lên nha. Rồi thì cũng theo hướng dẫn của người ta, thấy không? Mình lớn lên chút xíu. Đó, mình vô cái app module của mình á, mình khai báo ok tao sẽ dùng cái thằng này, thấy không? Thì cái thằng này tự nó bao luôn cái thằng chart.js đó, mình cách dùng như vậy. Thì sau khi xong rồi á, thì trong cái HTML của mình thì đơn giản thôi, mình cứ dùng như vậy thôi, thấy không? Ok, mình cứ làm y chang như vậy, thấy không? Nó còn mấy cái này dữ liệu này ở trong đó, bắt đầu mình tùy chỉnh sao. Ok, rồi để coi. Ok, thì
À, các bạn cũng biết là những cái mốc này nè, đó là để nó giống như nó bài đình, nó lấy cái đề tả, nó bỏ vô ngay cái chỗ này. Thì mấy cái video kia mình cũng đã nói rồi, ok. Thì cái trong cái code của mình á, thì những cái này là những cái biến, không thì ví dụ như chart label nè, các bạn coi chart label ở đây ha, thì vô trong cái code của mình thì chart label ở đây, ví dụ như mình coi ngày tháng ngày rồi đó, ở chart data ở đây, thì vô trong chart data nó là một cái array, không có nhiều phần tử, mỗi phần tử là một cái json, đại khái như vậy, ok. Thì cái document nó ghi vậy, mình dùng nó cũng dễ dàng rồi, đúng không? Charge option, ví dụ như responsive true để cho nó tự động, ví dụ như vậy, ok. Rồi xong rồi khi mà mình làm vậy xong, cái tự nhiên ngoài nó display cái chart cho mình, nó đơn giản không? Rồi rất là dễ, đúng không? Thì cái cách xài nó là như vậy. Rồi mình coi trong cái dữ liệu COVID-19 của mình coi nó làm sao nghe. Rồi thì mình mới vừa nói đó, mình cũng bắt chước với vậy thôi, canvas đó, ở trong đây nó cũng những cái đề tài như vậy thôi, không đó, ok. Rồi xong cái đó là ngoài HTML, còn ở trong cái code của mình là gì? Ô, mình quên chắc cái app module là mình cũng khai báo nó nè, thấy không? Khai báo nó thì mình bỏ dưới đây, thấy không? Bỏ trong cái phần mà import giống như mấy cái video kia mình đã hướng dẫn, ok. Rồi thì ở trong phía bên trong á, mình khai báo làm sao, mình thêm hai dòng lệnh này, không để mình khai báo thôi, ng chart to thôi, tự đốc của mình nó mình đọc ra thôi, ok. Rồi thì bây giờ mình coi cái chart data nè, với cái label nè, option nè, đại khái mấy cái này nè, không mấy này nó là gì thì mình tùy chỉnh, không mỗi cái này là một cái biến trong cái dữ liệu của mình. Bây giờ thì cho như mình bỏ qua hết những cái data nè, để mình hướng dẫn cho các bạn, ví dụ như cái option nè. Rồi các bạn nói nó ok responsive nè, đại khái vậy ha. Rồi xong rồi mình nói ok chương trình của mình cái thay đồ là gì nè, cái font size nó bự nhỏ nè, không còn mấy cái này á là ok, mình cứ làm giống document thì mình chưa có biến quá nhiều, giống như nó còn rất là nhiều, mình chỉ có xài cái căn bản trước rồi từ từ mình mới thêm bớt, không. Rồi xong đó cái label nè, thì như mình nói đó, cái này là một cái biến, cái mình có một cái array ha, mình có ok 5 1 2 3 4 5 đó, trong cái trục x của mình á nó hiển thị đó, không. Rồi xong sau đó đó mình có cái data nè, không data nó là một cái array nè, hai cái mốc này là một array, thì trong cái này là một json, không thì mỗi phần tử là một json, thì nó có cái giá trị ở trong đó, nó có là data, nó là cái gì đó, không. Rồi label, mình muốn label nó là cái gì, ok. Rồi thì cái color cũng vậy, nó là một cái array của nhiều cái phần tử là trong json nó trọng, thì trong đó mỗi json nó ví dụ như có back color nè, có border nè, nó có nhiều, rất là nhiều thuộc tính, mình đâu có nhớ hết, đúng không, mình tra cứu cái document, ok, mình chỉ xài mấy cái đơn giản trước, ok. Rồi cái đó là chờ sau khi mình setup như vậy, ok. Rồi đó, coi ok rồi, cái giống như cái document của nó nói mấy cái event này là click chart rồi này nữa, thật sự mình cũng không cần ha, cái này mình cũng không cần, không thì mình không cần mấy cái đó, thì coi ổ vậy là hết rồi, ok. Rồi vậy là mình combine thôi, không đơn giản, không. Rồi khi sau mình combine xong mình sẽ thấy cái chart nó giống vậy đó, các bạn thấy năm không, năm ở phía dưới nè, thấy không, 2012 không, thì trên series 1, series A, series B, đúng không đó. Thì bây giờ vô đây giống như các bạn sẽ tự biến quá, ví dụ như mình biến quá biến quá cái gì data nè đó, không. Ví dụ như năm các bạn cho thêm một năm nữa, ví dụ như 2013 đi, ví dụ như vậy, không tức là con số đó, để cái series ví dụ như mình ba cái series đi, hai cái series để bằng nhau, series C đi, không mình cho con số khác đi, một đi, cái này hai, cái này năm đi, bảy đi đó, bây giờ mình save ha. Rồi cái mình ra đây mình coi, rồi các bạn thấy không, ba cái series, thấy không? Đó, không? Là này nó làm cho mình á, mình không làm gì hết, thấy không? Thấy đơn giản không? Rồi đó, nó hiện đây rồi, coi như là ba mỗi cái dữ liệu một năm á, thì nó có series A, B, C, đó, thấy không? Đơn giản, cái này mình chưa có dữ liệu đó, thấy không? Ok, rồi thì bây giờ mình gom cái data của mình vô thôi, đúng không? Rồi thì data của mình á, thì mình chỉnh sửa, ok, những cái giống như những cái năm này mình muốn là cái gì, ví dụ như mình muốn phía dưới này là tên của country, ví dụ như
USA hay là Việt Nam hay là Canada hay là Đại Hán gì đó không, thì mình dựa vào cái data của mình. Thì cái data của mình đó, sau khi mà mình lấy những cái dữ liệu của country về đó, nó mất rồi. Bây giờ mình build chart nè, thì mình nói ok, trong những cái country data nè, bắt đầu mình lấy data đó, mình insert vô, nó ra một cái label, phải không? Thế là nó label nè, đó, ví dụ như bar chart label nè. Nè, ví dụ như các bạn ở đây mình nói console log. Ha. Đó, cái label ha. Mình bấm chỗ đó ha. Nhưng mà dĩ nhiên là mình lên nó trong cái init đó, mình gọi nó nãy mình disable nó rồi. Ok, đâu mất rồi. Tại vì mình làm chữ bự quá, cho các bạn dễ thấy thì mình lại khó thấy. Nhưng mà code thiệt các bạn làm nhỏ lại nha, mình phải thấy cao cao nó mới được đó. Ví dụ như này là mình giả bộ nè. Bây giờ mình mở ra nè. Ok. Có thiệt rồi nhớ mở bự ra chứ, tức là mở gì nè, đó mình phải thấy càng nhiều thì nó càng tốt, chứ mình thấy có vài chữ là mình làm có được. Ok, đó thì con thấy không, thấy phía dưới này không, nó là USA, Spain, Italy, France hay là Germany đó, không? Còn cái data là phía trên của mình là đó, là mình chèn vô giống như hồi nãy mình mới thí dụ đó. Ok, đó, thì giờ nè, các bạn thấy in mình nào, cái label nó sẽ ra là United States hay là Spain, Italy, France, Germany đó, không là cái dữ liệu của mình. Cái lúc đầu là mình là cái đám này nè, đó mình khởi tạo bằng những cái đám năm, phải không? Bây giờ mình lấy cái năm đó mình đâu rồi, mình in ra rồi, kéo xuống cho nó đuôi con mắt luôn, chữ bự quá đuôi con mắt, bự quá đuôi con mắt đâu mất rồi. Ở đâu rồi ta? Đây, trong này nè. Đây, mình console nè, không? Đó, tức là ok, mình lấy cái đó ra, không? Rồi trong khi đó cái dữ liệu thứ hai nó là gì? Ví dụ như dữ liệu thứ hai nó là data gì? Cái này nè, không? Thì sau khi mà mình chạy hết rồi, cái mình lấy data ra. Đó, không? Tới chỗ này nè, bắt đầu mình in thử coi data của nó là gì, ok? Thì sau khi mà in, thấy không? Data, thấy không? Nó có 6 cái, tại vì mình có 2, 4 mà mình muốn mỗi cái cục này nó có 6, không? Hồi nãy nhớ phía trên đây mình có series 1, 2, 3 ABC không? Bây giờ mình có 6, thì bây giờ trong đây mình có 6 nè, thấy không? Data của mình có 6, thì trong đây là những cái JSON, ok, mỗi cái nó có cái giá trị của nó, back color gì đó, cái data của nó, thấy không? Giống như mình đã giới thiệu phía trên nãy rồi, thì sau khi vậy là nó tự động nó vẽ thôi, ok? Mình đóng lại, ok. Rồi, ok. Coi như là cái này được ha. Rồi, bây giờ mình giới thiệu thêm một cái nữa. Thì mình làm một cái giống như một cái select ở dưới đây nè ha. Nó chạy từ 2 cho tới 10 ha. Hôm nay mình thêm cho các bạn thôi. Không? Thì 2 với 10 đó rồi mình làm gì? Ok, thì cái ý tưởng là như vậy. Ví dụ như cái total column mình nó tính từ 2 tới 10, mình nói thí dụ như vậy, ok, thì nó đặt cái tên này nha. Rồi mình coi đây, ngoài đây mình control F search đó, thì mình dùng cái ng4 trong option trong select đó, cái drop down đó mình nói trong mỗi cái giá trị ở trong mà cái này 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 đó, phải không? Rồi nếu mà nó bằng cái current column thì nó chọn, không? Còn hơn nó in là toàn bộ đó. Thì như vậy mình sẽ thấy, ok, mình thấy đây là 1 cột, 2 cột, 3 cột, 4 cột, 5 cột. Thì mình sẽ có số 5 này sẵn, không? Nếu mình chọn 10 thì nó in ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có 10 nước, ok? Ví dụ mình 2 thì nó có 2 nước, đúng không? Đó. Ok, thì bây giờ mình dùng cái event Biden, ok? Là mở ngoặc change, cái mình gọi ok, tao muốn change cái này. Thì cái này là gì? Cái này trong cái code của mình là cái này. Mình gọi một cái function, không? Thì một cái function đó mình nói ok, cái current column nó là một cái giá trị của cái mình chọn thôi, ok? Không? Rồi xong mình ok, cái này mình tắt đi ha, mình bật lên cũng được. Mình save đi. Rồi xong rồi mình xây dựng lại cái chart đó, không? Thí dụ như mình để chú ý bên này nè. Bây giờ mình chọn số 7 nè. Đó, không? Thì cái này nó nhận được cái số 7, không? Mình chọn số 2 nè, nó nhận được số 2, không? Đó, nó là trong chương trình, nó là
cái này ha. Mình đánh ra đây để mình biết thôi. Ok, rồi giờ mình tắt đi cũng được. Đó, ok. Thì coi như là mình đã làm xong cái event này với vẽ cái graph này. Ok. Rồi, coi coi còn mình còn làm gì nữa. Ví dụ như cái country nào mở, cái đóng nào mở đóng ha. Ví dụ cái này cũng mở đóng. Thì cái ý tưởng nó là cái gì? Ý tưởng thì nó dễ quá. Các bạn làm cái nút này thôi. Thì cái nút này như mình nói, nó lên cái mask icon nó đầy dưới này nè. Mình dùng đại một cái nút nào đó mình thích. Ok. Rồi, đây rồi mình cũng để con mouse vô mình bấm không? Là event không? Thì để coi coi cái nút nó nằm ở đâu. Này, nó nằm ở đây, mình tìm cái chữ country này ha. Mình search. Chữ này không phải. À. Rồi. Bỏ chữ này chứ. Đây. Ủa. Country này ở trong cái bấm vào để xem dữ liệu đây 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 đại khái hai cái nút đây không thì mình cũng dùng cái click event không là Biden á, rồi nó gọi một cái function thôi đúng không, thì đó trong function đó mình làm gì đó mình nói nó mở hoặc là đóng không, mình chỉ có đảo ngược thôi, mình cho một cái biến mình đảo ngược để làm chi. Ok, thì để làm chi, để bắt đầu mình coi cái phía dưới này nè. Đâu rồi? Để mình truy cập coi. Viết nhỏ quá, đúng là viết nhỏ quá, nó bị khó thấy. Ok. Để coi coi. Rồi, không phải viết nhỏ quá khó thấy mà là mình hiện cái chữ nó bự quá, mình thấy ít cái chữ trên màn hình quá. Cái đầu mình nó không có chạy suốt, mình phải làm cho nó thấy giống như là cái hình ảnh nó bự bự tổng quát hơn chút xíu thì mới dễ. Ok, nói tóm lại đại khái đó nè, bắt đầu á, khi mà cái data đó, nó đóng hoặc nó mở, mình báo mình khi mà mình bấm cái nó kêu đóng, bấm cái kêu mở gì đó thì nó làm gì, nó dùng một cái này không để mà nó chỉnh cái nó gọi là nó giống như là cái câu điều kiện cho cái class hay gì. Thì cái class đó, nếu mà nó đóng hoặc là nếu mà nó mở thì mình gọi cái ok, mình muốn dùng cái class là deep summary open, mình đã tự đặt. Còn nếu mình ngược lại thì cái close không thì mình coi cái đó nó là gì. Ok, thì chẳng qua đó cái mình nói đơn giản hai cái class đó, là css đó. Mình nói ok, mình nói là cái hai của nó là không, nếu mà mình đóng lại thì cái hai nó bằng không tới chiều cao á không, rồi nó visibility bằng hình cũng được không. Còn open đó thì mình nói nó ok visible, đại khái sơ sơ vậy thôi, mình không cần không. Đó khi xem thì khi như vậy á thì nó đang đóng, các bạn click vô thì nó mở thì nó show cái này ra không, khi mà nó đóng á thì nó hai cái data phía dưới và nó set cái chiều cao bằng không, cho nên mình không thấy. Đó thì ý tưởng là vậy, thì mấy cái này chỗ này cũng vậy đó. Ok. Rồi, nói tóm lại cái video này là hướng dẫn cho các bạn dùng cái chart.js để mà vẽ cái đồ thị, ok? Rồi cũng có hướng dẫn em các bạn đóng mở dấu đồ này nọ, với lại cái select option đồ này nọ cho các bạn thấy nó biến hóa nó ra sao. Thì cái này là một cái loại của cái chart, nó có vẽ ví dụ như hình tròn, hình vuông, hình nó có nhiều loại cái đồ thị không? Nó có mớ đồ thị để cho mình xài. Đại khái nó là như vậy. Ok rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video kế. Bye bye.